dù xa thật xa vẫn luôn thấy gần. Truyền hình kết nối internet vươn xa, cho bao vùng sâu vùng xa, vượt ngàn cách ngăn kết nối telephone. Rồi ngày mai nắng lên, cuộc sống cho bao điều đích thực từ những website của nhân loại, nguồn tri thức thắp sáng bao niềm tin. Cho dẫu đường đời.